Đấy. Đây là chiếc Santong M2. Hướng dẫn cho ông đi Tiến. Đấy, đây là giao xe dưới Quảng Ninh cơ. Thì chạy xuống đây mất đâu đó tầm 3 đến 4 tiếng. Hôm nay mình đi giao khá là nhiều xe. Đây là sản phẩm của nhà máy Santong nhá. Đây chú ơi, cái bóng đèn này là có 3 bi nhá. Thì bật pha lên Tiến. Bật pha lên nó mới sáng hết cả 3 bi. Còn đâu bật cốt thì nó chỉ sáng một đèn thôi. Và cái đèn này thì sẽ không tắt được chú nhá. Cái đèn này này. Tiến xin nhan đi. Cái này có tắt được không? Dạ cái đấy tắt được, pha cốt mày. Đó, xin nhan trái, xin nhan phải. Không, cái đó là bên trái, bên phải là được rồi. Quan trọng là bên này. Coi thì biết rồi. Pha biết rồi. Quan trọng bên này là bên này là tiến lùi. Tiến lùi. Lùi dạ. Lùi là kêu. Lùi là kêu tiếng tít tít ạ. Ừ. Dạ, tiến. Đấy, thế số bây giờ số có lên đâu? Số không đâu chú ạ. À, cái số nó sẽ hiện thị ở trên tay của mình luôn. Đây là số mấy đây? Dạ, đây là số 1 chú nhá. À. Số 2 này, số 3 này. Dạ, và đây là nút B khóa an toàn trẻ con này. Ở trên này thì chú sẽ thể hiện màn hình đo pin ở đây. Đây là đang 100% nhá. Và bên này cũng là vạch pin chú ạ. Con xé này ra nhá. À, xé thì thôi. Xé không chú? Hả? Có xé không ạ? Cứ để mà xé ra nhìn cho nó led. À, xé ra đi hiểu. Đây nút đèn. Đây là nút đèn tít bên trong này. Đây sẽ là có số km chú nhá. À. Đây là km giờ chạy. Đi bao nhiêu km giờ chạy là nó nổi thể hiện. Đúng rồi ạ. Còn đây là cần gạt mưa bằng điện này. Thôi đừng gạt nữa vì nó đang không mưa. Không mưa mà gạt nó tốn điện. Không gạt nó mòn cái này này, xước kính ấy. Đấy. Và ở trên này của chú thì sẽ có hai cái chống trôi phanh ở hai tay phanh. Đấy, dạ. Rất an toàn. Và đèn còi xi nhan bên này thì chắc chú biết rồi. Biết rồi. Có cả phanh chân. Phanh chân đây. Có cả phanh tay chú nhá. Cái phanh tay này là phanh an toàn đây này. Khi dừng đậu. Ô, cái màu này ban ngày nhìn đẹp thế nhỉ. Đây chú ạ, cái phanh tay này thì chú có thể nâng hạ lên. Đấy. Nâng hạ lên là đi. Nghĩa là chống trôi đấy, không dắt được đấy. Không, tao đang kéo phanh tay. Xong rồi dắt. Đấy là cái này thì chú cũng cơ bản rồi. Dạ. Chú còn thắc mắc cái vấn đề gì được không? Con hướng dẫn cho chú. À, những cái lốp này thì chú cần thiết chú phải bóc ra nhé. Vì lốp là lốp mới. Cái này chắc chắn là phải bóc rồi chú ạ. Chú mà cản nữa là thôi. Đây là lốp của Santong. Thì cái lốp này rất là nhiều gai để chú đi cái đường đất đỏ này. Cái này của nó là không xăm nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Và lốp này có ký hiệu Santong này. Đấy. Thôi nhưng cái phần của Santong. Nhưng mà còn cái ưu điểm của nó, cái nhược điểm chung trong giờ cái xe này, ví dụ như là đi có một chút trục trặc cái gì, nó hay ở bộ phận nào điện, nhưng mà điện, hiện điện. Tại đến tại thời điểm này thì con chưa gặp trục trặc vấn đề gì. Con chỉ gặp trục trặc một vấn đề thôi nhá. Đó là khách đi quên không hạ phanh tay xuống. Thế thôi ạ. Cái này là một cái lỗi là quên. Dạ đúng rồi. Đấy ạ. Và đèn đằng sau sẽ được sử dụng đèn full led. Động cơ chiếc xe này được sử dụng động cơ lên đến 1200. Nhìn cuộn điện cực kỳ là to đấy mọi người này. Đấy, động cơ được làm kín. Này, chống nước. Đấy. Lốp. Đây xe lốp Santong. Đây, xe siếc rất đầy đủ ký hiệu logo rõ ràng sắc led. Những cái này bóc cho nó sáng cháu ạ. Dạ vâng ạ, thì chú bóc thôi ạ. Vì xe mới của khách là con không muốn bóc. Vì bóc nhiều người rất cẩn thận ấy, người ta đến xuống đến nơi người ta bảo là thấy bọc lốp của người ta đâu là con không biết giải trình như thế nào đâu ấy. Đúng rồi. Đây là Santong M2. Đây sẽ là mở cốp sau ra này chú này. Trong này có sạc và sổ của nhà máy Santong. Rồi. Ủa, cái màu này phải cực kỳ là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, mai đến hôm nay mình giao xe mình mới thấy cái màu cực kỳ là đẹp. Đấy. Tốc độ của nó cái này tối đa được bao nhiêu km? Dạ 40 km/h không ạ. Rất an toàn. Dạ, mình chỉ cần đi thế thôi, không cần nhanh. 60-65 để lật xe hỏng người. Đây là cái bộ rèm chính hãng của nhà máy Santong và mình đã cuộn lên rồi. Cái này có thể thả xuống được nhá. Đấy. Tháo cái này đi cậu, không vặn được anh. Nút đề nhỏ mày đi được. Đó, toàn trẻ con. Đây. Tháo hết những cái ly lông này. Nút đề của đó là nút nào nhỉ? Nút B kìa. Nút B bên tay phải. Nút đây vào anh. Đấy. Đúng ạ. Thank you.
đi, băm ra ngoài kia lại băm lại nè. Bóc rồi, bóc rồi ạ. Nó chỉ dính một cái tia tia đấy ạ. Anh đi từ từ nhá, vì mình đi chưa quen xe. Đâu cậu đang ngồi ra đi ra là có cầu với sàn nó sẽ tốt cơ mà. Ông ngồi ra đằng sau đi. Ông ngồi ở chính dưới. Đó. Đang số 1 phải không? Đang số 1, đang để số yếu nhất. Cái xe này thì lên dốc vô tư luôn mọi người nhá. Xe này được sử dụng 6 bình ắc quy. À. Vít ga mạnh lên anh hay anh để em đèo cho. Rồi, cực kỳ là đẹp mọi người ạ. Đấy. Đây là anh đang đi. Dạ. À. Chú bất hẳn lên số 3 mà đi. Rồi. Đấy. Đây là Sang Tông M12. Chú đáng ngồi lên, chú lái rồi. À, mọi người thì thấy không? Săn Tông M12 nhá. Chú đề 3 phát này. Anh để ý ông nhá, không đề 3 khỏe đấy ạ. Xi nhan luôn này. Đây là Săn Tông nhá. Đi từ từ thôi. Phanh 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 hám phanh. Chú kia cua kìa, chú kia. Đấy. Mình cứ đi từ từ thôi. Đây chú có thử lùi trên dốc không? Lùi trên dốc khỏe luôn mà. Đó.